đầu nha. Mình nói trước là mình không phải chuyên gia đâu nha, mình chỉ nói những gì mình biết thôi nha. Hôm nay là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm Blogspot và lại Blog WordPress nhé. Trước tiên thì mình làm blog trước, Blogspot trước. Blog thì nó Blogspot thì nó không mạnh bằng bằng WordPress, nhưng mà giao diện thì nó đẹp hơn, còn WordPress thì nó mạnh hơn. Ví dụ như bằng SEO từ khóa thì nó WordPress nó nhanh lên tốt hơn là cái blog này, blogger này. Để chứ mình tải về đó. Về vô chỗ ngay chỗ mẫu này để mình đưa lên chậu mấy cái mình vừa download về. Cái chỗ mình vừa download của cái con
Indo này á nó không có tốt bằng của con Sora Thêm đâu. Của con Sora Thêm nó tốt hơn. Cái của con này thì nó đẹp thôi chứ nó không có tốt bằng. Tốt nhất thì lấy giao diện ở đây. Con này là giao diện nó tốt hơn, tối ưu nó sẽ load nhanh hơn. Sau khi upload lên xong thì thường bị cái lỗi là không phải lỗi mà nó hiện mấy cái thanh điều hướng và cái cung cấp bản quyền của blogger này. Cái này thì ở trên Google nó thường có những cách là để ẩn đi, nhưng mà mình hay vào ở trong giao diện mình xóa nó đi cho nhanh. Để xóa thì các bạn kích chuột phải vô. Xong vào trong ngay chỗ mẫu nè, chỉnh sửa HTML, bấm Ctrl F và dán vô tìm. Đây, nó đây rồi, thanh điều hướng và cung cấp bản quyền, mình xóa nó đi. Ok, mất rồi. Mẫu miễn phí thường thường nó có phần bản quyền ở dưới chân trang, nhưng mà không sao, mình nghĩ cái đó cũng không sao. Nếu bạn giải mã được thì giải mã, còn không thì cũng kệ nó, mà chả sao cả. Mình đang thử bọc bài. Cái giao diện này thì cái con này nó đã tối ưu rồi, là có nghĩa là khi ở trang chủ thì cái tiêu đề blog nó sẽ là H1 nè, mà khi vào trang bài viết thì cái tiêu đề blog nó sẽ là H2. Đây, nó H2 nè, còn cái tiêu đề bài viết nó sẽ là H1. Đây, mình chỉ chỗ cho các bạn sửa luôn nha. Để sửa cái này thì các bạn vô phần mẫu á, tìm đến cái phần here. Thường thường nó ở gần body. Đây nè. Đây nè, nó đoạn code này là nó làm rồi nè.
nếu các bạn cần mình sẽ copy gửi cho các bạn luôn. Đây. Đây là nó dùng những cái thẻ điều kiện để nó giúp hiển thị thẻ H1 ở đơn chủ, hoặc là thẻ H1 đơn chủ và trang bài viết có thể là thẻ H2. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về cái thẻ điều kiện này vô trang khám phá blog của mình nè, mình có chia sẻ rồi. Đối với Blogspot thì nghĩ các bạn nên tối ưu nó chuẩn HTML và PWPC, thì khi các bạn đăng bài nó sẽ index nhanh lắm, khoảng 1-2 giờ là các bạn đăng bài mà không cần submit lên Google là nó đã index rồi. Cái phần mà tối ưu thì cái phần tối ưu thì mình có chia sẻ ở đây nè, các bạn cứ vào làm đi, cái nào không hiểu thì các bạn cứ có thể inbox Facebook mình hướng dẫn vô nha. Bây giờ mà nói là nó chắc cũng tới 10 giờ. Ngoài ra thì khi là blog thì các bạn nên ở đơn chủ thì thường nó luôn thiếu mật độ từ khóa đó. Các bạn nên viết một đoạn giới thiệu về blog của mình ở phía bên sidebar nè. Đó là lý do mà khi làm SEO người ta thường chọn một cái blog có hai cột là sidebar và phần main web nè, để người ta làm vậy. Và ngoài ra thì các bạn có thể thêm những menu trở về những trang label, đó là những trang danh mục trên blog của mình đó. Tuy các bạn không SEO những trang đó, nhưng mà khi các bạn trở lên như vậy là các bạn cũng có được một số từ khóa ổn định cho blog của mình. Ví dụ như mình làm cho cái trang tem blog của mình nè, các bạn xem nhé. Đây mình có làm một dãy danh mục nằm bên cạnh nè. Cái này giúp SEO khá tốt, với lại khi người dùng người ta vào người ta tìm nó cũng dễ nữa. Ví dụ như người ta muốn tìm tem blog bán hàng thì người ta tích cách vô bán hàng là nó ra một loạt tem blog bán hàng nè. Nếu trang của bạn quá nhiều thì các bạn có thể để ở đây menu, hoặc là để ở dưới chân trang cũng được, để cho người dùng họ dễ tìm kiếm. Đó là giúp để thân thiện với người dùng đó. Ra cũng có một số thủ thuật để làm cho blog của bạn nó chạy nhanh hơn ở bài viết này, mà nếu mà các bạn là newbie mà không biết thì có khi bạn làm theo cách này nó sẽ bị lỗi đấy. Cho nên là làm cũng được mà không làm cũng không sao cả. Mình nghĩ chuẩn HTML và PWPC là đủ rồi, như đó là SEO tốt rồi.
mà khi các bạn muốn sale từ khóa đó là các bạn nên 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 đặt cái đường dẫn, và cái đường dẫn này có chứa từ khóa nha. Ví dụ như mình cứ cho là mình sale từ dạy sale trực tuyến đi, thì mình làm cái đường dẫn là dạy sale trực tuyến nè, mà các bạn nên làm cái từ khóa, làm sai vệ tinh thì làm những cái từ khóa dài dài một chút xíu cho nó dễ lên tốt. Ngoài ra thì các bạn có thể cài đặt mô tả ở đây là cái dòng này, là cái dòng giống như cái dòng slogan mà hiển thị ở đây nè, này là các bạn có thể điền ngắn thôi cũng được. Hướng viên dạy siêu trực tuyến, đây nó hiện ra một dòng chữ vô này đây. Còn một cái nữa là cái dòng mô tả của blog thì các bạn vô cái phần tùy chọn tìm kiếm nè, cài đặt bật và điền dòng mô tả. Các bạn có thể điền các bạn có thể ví dụ như từ khóa của mình là dạy sale trực tuyến đi, thì các bạn có thể ghi là có thể ghi lặp lại từ khóa hai lần theo kiểu này nhé. Ví dụ như mình ghi là blog dạy sale trực tuyến chuyên giúp những bạn newbie muốn được dạy sale miễn phí trực tuyến đó. Như vậy là mình nhắc lại cái từ dạy sale trực tuyến hai lần, nhưng mà nó không có trùng lập với nhau. Cái này là dạy sale miễn phí trực tuyến và dạy sale trực tuyến là nó khác nhau nha. Như vậy nó không có trùng lập. Đó là cái dòng mô tả mà mình vừa điền cho blog, là nó nằm ở trong source code nè. Đây. Nè. Ngoài ra mà nếu các bạn mà làm sale bình thường mà không có sale trang label là cái trang danh mục á, thì các bạn có thể robot TFT và cái thẻ tiêu đề tùy chỉnh này các bạn tắt cũng được, không sao cả. Tại vì thông thường thì các bạn tắt thì cái thẻ robot TFT nó vẫn có. Ví dụ như đây, đây nó vẫn có bình thường. Như đây là disallow là chặn nè, nó chặn cái trang search, là nó chặn cái trang label của mình đó, nó chặn cái trang danh mục, với lại nó chặn cái trang tìm kiếm nữa. Cho nên là mới làm sale thì các bạn không nên bật cái này lại lên làm gì, tắt luôn cũng được. Ngoài ra thì làm blog thì các bạn nên tạo một cái trang 404 như vậy nè, là những cái trang báo lỗi đó, khi mà một cái đường dẫn bị lỗi hay là cái gì đó thì nó sẽ báo lỗi. Còn cái gì nữa nha, đúng rồi, còn cái giờ này nè, cái giờ khi mà nó hiện như cái này thì cũng không có liên quan tới sale, nhưng mà có liên quan tới những cái bạn bán hàng đó, là khi mà cái giờ như vậy là nó không, người dùng họ không biết bạn đang ở bài lúc nào, ngày nào, mà tự nhiên có bốn giờ hai mốt phút nè. Cho nên là bạn vô chỗ này sửa nè, ngôn ngữ và định dạng sửa sửa chỗ này thành cái gì bạn thích. Ví dụ như mình sửa thành
ngày 6 tháng 3 năm 2016 nè, lưu lại. Đó, đây là nó đổi thành nè. Ngày 6 tháng 3 năm 2016 nè. Ngoài ra thì cái phần bố cục này thì các bạn có thể vô trong này sửa được rồi. Rồi bài lắp thử bút này thì có vậy thôi. Còn nếu bài lắp từ bot mà bị chặn thì các bạn có thể đổi tên miền cho nó, đổi tên miền của nó là nó sẽ không bị chặn nè. Còn một cái nữa là cái tại cái bài lắp này nó tối ưu sẵn rồi, là cái tiêu đề của cái tiêu đề của bài viết này nè. Thông thường là có những cái bài lóc khác mà nó không có sẵn tại H1 như vậy đâu, tại cái bài lóc nó tối ưu sẵn rồi. Để mình vô các bạn bấm Ctrl F và tìm chữ bài lóc 1 cho mình nha. Rồi thì trong đây nó sẽ có rất nhiều, nhưng mà các bạn tìm cho mình có thể này nè, bot này nè, ở trong này nó sẽ có bên đét bot nè. Đây là cái đoạn mà data bot title của nó nè, nó đã ưu sẵn rồi, cho nên là mình đây thông thường là các bạn tạo một cái blog là nó sẽ H3, nhưng mà cái blog này nó đã ưu sẵn rồi. Đây, cái đoạn code này nè, là cái đoạn code tối ưu hệ heading cho bài viết. Cái việc chặn ảnh cho blog từ bot để nó không bị chặn á, thì mình cũng đã có một bài chia sẻ ở đây nè, ở trên khám phá blog của mình, để mình tìm cho các bạn luôn. Thông
thông thường thì blog post khi bạn đăng hình lên thì nó sẽ có dạng như thế này, nhưng mà để không bị chặn thì các bạn có thể sửa lại cái đoạn đầu như thế này thì nó không bị chặn nhé. Đây là phương pháp thủ công. Còn các bạn muốn mà tự nó tự động luôn thì các bạn thêm cái đoạn JS này vào trong blog của mình, nó sẽ tự động chuyển đổi cho mình luôn. Còn thắc mắc cái gì các bạn cứ hỏi đi, mình nói cho. Nam Lê nói vậy thì bạn gắn Norman vô, gắn tên miền cho nó thì hết chặn nhé. Cho dù là vệ tinh hay là website chính thì các bạn cũng phải chăm sóc cho nó đàng hoàng thì nó mới có cái kết quả tốt được. Chứ còn nói mà vệ tinh mà bỏ nó đi thì nó làm sao mà có kết quả tốt được. Thì việc các bạn đi link thì cũng đi nghiêm túc thôi chứ. Mà nói chung thì các bạn nên tạo sai vệ tinh và đi link về những sai vệ tinh đó. Như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Chứ còn ví dụ như bạn đi link trực tiếp về website chính á, thì lỡ như mà cái diễn đàn đó nó bị Google sandbox đi thì các bạn không biết là các bạn sẽ làm website chính của mình nó tụt hạng. Nếu domain của bạn bị phạt thì bạn lên Google bạn search tìm kiếm sẽ không có kết quả nào cả nhé. Không tin bạn có thể tìm thử một cái diễn đàn nào đó mà bị phạt đó. Lên Google bạn có thể search site 2 chấm và ví dụ như ở đây mình search là khám phá blog.com đi. Nó sẽ không ra các kết quả nào cả. Nó sẽ trắng tên luôn. Nó ghi là kết quả tìm kiếm sẽ không có luôn. Bây giờ tới WordPress.com nha. Tại vì thời gian có hạn nên mình đã tạo sẵn một cái blog WordPress rồi. Đây,
tương tự như Blogspot thì việc tạo blog WordPress thì cũng vậy, các bạn nhớ tạo đường dẫn là có từ khóa nhé. Và mình đã thêm một phần giới thiệu ở đây để bố trí thêm từ khóa cho cái trang của mình. Một cái blog WordPress đó, khi các bạn SEO mà các bạn làm từ khóa khoảng 4-5 năm từ mà từ khóa không cạnh tranh mấy á, thì các bạn chỉ cần tạo xong và xong biết lên Google là nó ở trên top 10 rồi, đôi khi nó còn ở top 1 nữa. Ví dụ như khi trưa mình có tạo cái blog là dạy SEO trực tuyến nè, nhưng mà cái từ khóa này nó cạnh tranh quá nên cho nên nó không có lên top, nhưng mà mình search cái từ khóa là ví dụ như mình search cái từ khóa dạy SEO trực tuyến cho newbie đi, đây nó ở đây nè, nó ở top 1 phải không, hai cái luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ nói là khi bật tạo một cái blog WordPress thì bạn cần làm những gì. Đây, khi bạn tạo một cái blog WordPress có đường dẫn rồi thì bạn thêm một đoạn vô là dấu xiệt php gạch ngang admin để gì mình vô cái phần quản trị. Ở đây thì chúng ta vô phần cài đặt nhé. Ở phần đọc ở đây là có một cái mục quan trọng ngay chỗ phần hiển thị trang nè. Ở đây là có hai cái ô tích cho các bạn lựa chọn, một là cho phép các công cụ Google lập chỉ mục cái blog của bạn, hai là ngăn chặn không cho. Các bạn muốn share thì các bạn kích vào chọn cho phép nhé và bấm lưu lại. Ngay chỗ cái phần tổng quan cũng ở trong mục cài đặt, nhưng mà ngay chỗ phần tổng quan là có phần tiêu đề trang như ở ngoài nè, như ở ngoài đây là mình đặt là dạy SEO trực tuyến đó. Đây là phần tiêu đề trang nè, còn cái phần khẩu hiệu của cái trang web chính là cái mô tả cho blog của bạn, là cái phần description đó, là đây. Các bạn cũng đặt tương tự như mình hướng dẫn khi nãy, đặt mô tả cho Blogspot nhé. Còn cái phần tùy chỉnh để thêm cái phần giới thiệu ở đây á, thì các bạn vô phần quản trị và giao diện đã cài đặt bấm tùy chỉnh nè, ngay vô phần giao diện đã cài đặt bấm tùy chỉnh nha. Quay nè, bấm sửa, không quay chưa có lấy đầu sửa, bấm thêm một tiện ích nè, mà các bạn chọn một kéo xuống dưới cùng và chọn một văn bản đó để thêm một cái gì đó, ví dụ như là giới thiệu hay là cái gì đó, các bạn có thể thêm vô đây. Ngoài ra thì các bạn có thể chằng một cái
đánh giá như của mình là các bạn có thể vô đây, vô phần cài đặt và cái phần rating nè. Đây là nó có hai chọn, có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là hiển thị ở trang bài viết, thứ hai là hiển thị ở trang HTTPS nè. Các bạn thích nó hiển thị ở đâu thì các bạn tích cho đó thôi. Còn một phần nữa là các bạn biết liên quan là ở chỗ phần tổng quan các bạn có thể chọn tiếng Việt luôn nha. Tại vì khi tạo một bài blog WordPress thì nó thường hiển thị tiếng Anh. Các bạn có thể vô phần tổng quan mà chọn tiếng Việt để mình dễ sử dụng á. Đây, còn ở phần phần cài đặt mà phần đọc đó, các bạn có thể thêm tiện ích bài viết liên quan cho blog WordPress của bạn, là ngay chỗ mục mà những bài liên quan nè, những bài viết liên quan nè, kích vô sau đây là bot. Ở đây là nó có hai sự lựa chọn, nhất là chỉ hiển thị title thôi, thứ hai là hiển thị hình ảnh nữa, là cả hai nè. Các bạn có thể kích chọn vô và nó sẽ hiển thị ra thôi, và bấm lưu lại nhé, nhớ bấm lưu nhé. Sau khi các bạn đã cấu hình như cái blog của mình nè, như thế này, cái thêm của mình là Garaji. Nếu các bạn muốn đổi thêm như của mình đó, thì các bạn vô cái phần giao diện đã cài đặt nè, kích vô cái chữ giao diện đã cài đặt. Và tìm C. Đây, cái giao diện đây. Các bạn chọn nó thôi. Đó, sau khi các bạn đã làm như vậy thì các bạn có thể submit lên Google là thấy tốt rồi đó. Chả cần đăng cái gì cả là các bạn thấy tốt rồi. Nếu các bạn đặt cái từ khóa này hơi dài một xíu là sẽ có luôn. Không tin các bạn cứ làm thử đi. Còn bài viết mà để đăng lên những trang vệ tinh như này nè, các bạn có thể, nếu mà có thời gian thì các bạn có thể tự viết cũng được. Còn không thôi mà các bạn có thể dùng công cụ spin để spin bài viết. Nhưng các bạn khi spin thì các bạn nhớ tạo cho mình một cái data riêng, là cái data spin đó, là để cho nó phù hợp với lại những cái từ khóa của mình làm. Ví dụ như có cái trang spin đây, là mỗi lĩnh vực nó có một cái data khác nhau. Ví dụ như mình có cái data spin của ti răng bách chuồng nè, là ví dụ như cái từ khóa của bạn là ví dụ như là thanh răng đi, thì nó còn cái tên gọi khác là cái gì, hay là các bạn có thể một cái cụm từ nào đó liên quan tới cái từ khóa đó. Ví dụ như ở đây mình làm là thanh răng, ti răng gì đó, nói chung nó spin nhưng mà vẫn ở trong cái lĩnh vực của mình, chứ đừng để mà các bạn dùng những cái công cụ khác mà spin bài viết nó ra cái gì tào lao, nó không liên quan tới blog của mình, các bạn không hiệu quả. Nói chung là các bạn cứ đăng nội dung làm sao mà để cho Google nó index được cái blog của bạn á, nó index những bài viết đó là được rồi. Vệ tinh như vậy là được rồi, chứ không có cần ấy lắm. Tại vì người ta tạo nhiều lắm, đâu có tạo cái như mình đâu. Các bạn xây dựng nhiều website vệ tinh nhưng mà chú trọng cả hai ba cái rồi, hai ba cái đó các bạn rõ về website chính á, nên là các bạn làm đàng hoàng một tí, còn những cái trước thì những cái sau thì các bạn la một xíu cũng được. Ngoài ra thì nó còn cái một cái trang nữa là cái trang tum đó.
mình trở về size 9 thì mình trở về ở size 3 thì là tốt tốt nhất các bạn. Còn ví dụ như mình muốn muốn cho ai một bất linh gì đó thì mình có thể cho họ một bài viết là chẳng hạn. Còn mình trở về size 9 của mình thì mình nên trở ở size 3 đó. Giống như mình có trỏ nè, bạn có thể chằng link giống như mình làm một đoạn văn bản khi nãy đó. Đối với blog WordPress mà nếu các bạn tạo một cái đường dẫn mà có chứa từ khóa đó mà khoảng 4-5 từ thì các bạn không cần đăng gì nó cũng lên tốt à. Thông tin bạn có thử tạo một hai cái bạn submit lên Google thì bảo đảm 5 phút sau là có lên tốt rồi. Add backlink vô bài viết thì thường thường thì nó hiệu quả kém hơn nha. Tại vì là khi người ta lướt blog của lên blog của bạn thì đâu có chắc chắn họ xem bài viết đó đâu. Còn bạn có ở size 3 thì họ ở đâu họ cũng xem được bằng ở đâu họ cũng thấy được backlink của bạn cả. Thì index trên Google thì cũng dễ quá mà, ví dụ như bạn lên Google, lên trang google.com, bạn tìm cái trang Google Web Tool Summit URL nè, rồi kích vô đây và bạn lấy cái đường dẫn của mình, đường dẫn cái blog mình bạn vừa tạo ra đây nè, dán vô đây. Làm cái này làm hai cái liên tục luôn nha, làm hai cái liên tục thì nó nhanh lắm, khoảng phút 2 phút sau là có rồi. Nhưng mà một cái blog vệ tinh thì đợi khi nào mà nó index mà một chút xíu rồi hãy trở link về website chính nha. Chứ dở mà lỡ mà nó cái blog vệ tinh của nó của bạn mà nó không hiệu quả thì mình trở về nó cũng tổn hại cho website chính của mình đó. Khi mà xây dựng website vệ tinh mà thấy cảm thấy chắc rồi hãy trở về.
bằng các bạn đi comment ở những bập blog khác đó hả? Các bạn đi comment như vậy thì chỉ để link lại những cái trang vệ tinh thôi nha. Chứ còn mà ví dụ như các bạn để vào cái trang chính mà lỡ người ta gác, người ta ghét, người ta xóa comment của các bạn đây là cũng mất một bad link. Ngoài ra thì ví dụ như của mình ở những blog khác thì lựa những blog nào mà chỗ nào mà ít của mình một xíu nha, chứ lựa là nhà vào những trang nào mà nó nhiều của mình quá, nó nhiều link ra ngoài quá cũng không có tốt. Các bạn có thể tỏ cái tải cái tiện ích shareware nè về để kiểm tra nha. Ví dụ như ở cái trang của mình có bao nhiêu link rõ ra ngoài thì mình biết liền nè. Đây là những cái đường dẫn rõ ra ngoài nè. Ngoài ra thì khi mà cái bài blog vệ tinh của các bạn đó đã đủ số lượng bài viết rồi á, thì các bạn có thể dùng phách sale của anh Linh đó kéo traffic về khá hiệu quả đó. Mình thì mình chưa sử dụng nhiều, nhưng mà có nhiều người nói là nếu mà sử dụng cái đó mà làm cho website chính đó, thì lúc đầu thì nó ngon lắm, nhưng mà lúc sau thì nó không hiệu quả, nhưng mình cũng không biết. Thì mình đang khuyên các bạn thì có kéo traffic về thì kéo bằng site vệ tinh thôi. Lỡ những có lây miễn lây về sai về tin được cũng tốt thôi chứ không sao cả. Cách xài cái phát xe của anh Linh Nguyễn thì các bạn xem nhé. Đây các bạn vào phát xe .vn nha, bấm login bằng tài khoản Facebook của mình luôn đó. Đầu tiên thì các bạn cái tải cái add-on của Chrome nè, của phát sale đó, để nó có thể tự động click cho mình. Nó tự động, đúng rồi, tự động click từ khóa của người khác đó. Ở đây thì nó các bạn muốn đăng link website lên thì khá dễ rồi, nhập link website và nhập từ khóa cần click vào đây là các bạn bấm đăng là nó sẽ hiện ra như mình nè, như bài viết của mình ở đây nè. Còn muốn mà view ra cho người khác để kiếm điểm thì các bạn kích vào những link của người khác nè. Kích vào xong thì các bạn đã cài cái add-on Chrome rồi thì nó sẽ tự click và nó khi view xong thì nó sẽ tự tắt luôn. Rất là đơn giản. Traffic ở đây thì theo mình thì là khá tốt rồi. Nó ít nhưng mà nó tốt lắm. Nhưng mà mình nghe nhiều người nói là về sau thì nó không hiệu quả, cho nên là mình khuyên các bạn nên kéo về sai bệ tinh thôi nha. Ngoài ra thì còn có một số trang khác như Tum hoặc là Sai Google, các bạn cũng có thể làm sao về tin được. Thì ở các khóa học sale người ta thường nói là
hướng hướng dẫn SEO lên từ khóa lên top trong vòng 5 phút hay 10 phút gì đó thì cũng vậy thôi à. Nếu nếu các bạn mà làm từ khóa dài thì các bạn nó sẽ lên nhanh lắm. Đôi khi nó còn lên sau trong vòng 5 phút nữa. Chứ không phải là đi đi học mới biết được đâu. Lồn vệ tinh bằng xay mới, domain mới, bỏ ngùng mở mở PHP thì có kém hơn chưa được một lần. Thì mình đã nói như khi nãy rồi. Theo mình thì cái blog WordPress.com thì nó mạnh hơn cái blogger rất nhiều luôn. Nhưng mà blog WordPress thì nó không có đẹp bằng. Blog WordPress thì bạn xem bit lên Google một xíu sau là nó index nhanh lắm. Cái blog dạy SEO được tiếng mình lúc nãy mình cũng vừa tạo khi trưa để cho các bạn đăng ký thôi. Nhưng mà mình xem bit lên nó cũng lên top 1 quá. Ngoài ra thì mình cũng có một cái event cho các bạn học ở đây nè. Mình sẽ đăng một bài viết ở cái blog WordPress dạy SEO trực tuyến này nè. Một bài cũng giống như là một bài thi cho các bạn vậy đó. Nếu bạn nào mà sau khóa học này mà SEO được từ khóa lên top 10 bằng cái blog WordPress thì mình sẽ tặng cho các bạn một tem blog nha. Đây mình sẽ tặng cái này, cái tay mình lắp bất động sản. Nhớ cái blog này nha, nhớ cái blog WordPress này để vô nộp thành quả của mình để lấy quà nha. Phải là blog mới sau khóa học này nha, chứ blog cũ là không tính nha. Rồi các bạn còn gì muốn hỏi nữa không? Hỏi đi.
Đúng rồi, mình Quảng Nam. Đúng là Quảng Nam á. Trong quá trình làm mà có gì thắc mắc thì các bạn cứ inbox mình qua Facebook, mình sẽ hỗ trợ nhé. Đây, để mình lấy cái link Facebook của mình đưa cho các bạn. Facebook của mình đây nha. Và các bạn còn gì muốn hỏi nữa không? Cứ hỏi. Mày dễ tán nha. Nếu thấy hiệu quả thì còn, mà nếu thấy không không hiệu quả thì thôi. Có chứ. Các bạn, mình thì cái bài viết chuẩn SEO mình cũng không có chuẩn lắm đâu. Các bạn muốn hiểu rõ hơn về bài viết chuẩn SEO thì các bạn liên hệ bạn Hương nè, có bạn Hương trong trong này đó, bạn này chuyên dịch vụ viết bài chuẩn chuẩn SEO đó, các bạn có gì cứ hỏi bạn Hương nha, Hương Nguyễn đó, Hương Nguyễn trên Facebook. Theo mình thì một bài viết mà các bạn nên 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 rõ ít nhất là 3 link nội bộ nha. Mình nghĩ là một link là về trang chủ, một link là về trang chuyên mục và một link là về chính bài viết đó. Một link là về chính bài viết bạn đang sale đó, một link về chuyên mục và một link về trang chủ, ít nhất là 3 link nha. Còn các bạn có thể rõ thêm link về những bài viết khác cũng được, nó không sao cả. Nhưng mà ít nhất là 3 link. Thì mình có thể kiểm tra trước khi mua tên miền đó, dùng những cái công cụ check backlink đó. Thì các bạn có thể bỏ bớt, ví dụ như cái menu của mình nó có chữ home đó, bỏ đi cũng được, đâu đâu có cần thiết đâu. Tại vì mình làm như vậy là mình sale trang chủ nó lên từ khóa luôn đó, chứ còn cái chữ home nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Còn cái logo thì là cái hình ảnh thôi mà, nó đâu phải là test, nó đâu phải là test đâu sợ. Mình nghĩ là bỏ luôn cái chữ home này cũng được. Add nhưng mà nó tính là cái hình ảnh mà.
Còn cái bài viết chỉnh sửa thì liên hệ bạn Hương nha, hoặc hoặc là các bạn cần bài cần cần dịch vụ viết bài thì liên hệ bạn Hương Nguyễn á, giá rẻ lắm. Hình như là 30.000 một bài hay sao đó, biết biết nhiều là có 25.000 thôi. Mắt đồ mắt ông nội, đọc bài chưa biết. Đọc bài đi rồi nói nha. Không tin bạn có thể đặt thử 10 bài đi rồi biết liền à. Bảo đảm là bài viết hơn chỗ khác luôn á. Mình thử rồi. Chào chứ mình đưa một bài viết của Hương Nguyễn viết cho các bạn xem nha. Bài viết này viết viết xong mà chưa đi link cũng lên top nha. Đó, bài viết này chuẩn SEO của Hương Nguyễn viết đó, các bạn có thể tham khảo nha. Đi link forum thì các bạn, ví dụ như các bạn muốn muốn đi link forum tốt thì các bạn ví dụ như một link thì các bạn nên chặn một từ khóa thôi. Có nhiều bạn đi link forum mà các bạn cứ chặn một link trang chủ mà cứ hai ba từ khóa thì nó sẽ có hiệu quả một cái thôi, cũng nó mất đi hai mất mất hai cái rồi. Ví dụ như một bài viết được chặn hai link thì các bạn có thể chặn hai link khác nhau, ví dụ như một link trang đăng chủ mà một link trang bài viết chẳng hạn. Mình thì mình ít đi link diễn đàn lắm, mình không đi link diễn đàn. Tất nhiên là mà nói chung là các bạn tạo site bề tin rồi dùng phích sale của anh Linh Nguyễn đó, các bạn kéo được thích về là ổn rồi. Mình thấy như vậy là cả một tháng hay khoảng 1-2 tháng sau là tăng chính của các bạn lên top à. Đăng thêm bài viết lên site bề tin cho chắc chắc vô là ok hết á. Ủa, còn ở đây cái anh nào mà sale bất động sản hồi nãy mà rồi
phải dừng ở đây nhé. Nếu các bạn làm mà có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình. Kết thúc nha. Ok. Thank you.